Rồi, chữ ba coi. Chữ gì? Chữ A. À, chữ A hả? Rồi, chữ gì? Số mấy nữa? À, rồi số kế bên là số mấy? Tám. Ờ. Tám. Ừ. Bột. Số mấy? Số mấy? Số 4. Số 4. Số 9. Số 3. Số A. Chữ A. Rồi, đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Ok. Rồi, tiếp tục chỉ cho ba. Số này số mấy? Số 3. Số 3. Số H. Chữ H. À, chữ H hả? Chữ H. Rồi, chữ này chữ gì? Chữ này chữ gì? Chữ H. Chữ này nè, chữ kế bên nè. Chữ hát. Chữ hát. Ừ, chữ hát là chữ gì nữa? Chữ 3. Số 3. Chữ A. À, chữ A. Chữ số 1. Số 1. Số 1 đâu ta? Số 1 nè. Số 2. Số 3. Số 0. Số mấy? Số mấy? Số mấy? Số 9. Nói đàng hoàng, không phải số 9, nó lại số mấy? Số 6. À, số 6. Số 7. Số 9. Số 9. Số 3. Chữ A. À rồi, đúng vậy. Ok, được rồi. Được rồi.